chào đón tất cả quý vị đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Kim Thảo. Anh Vũ ơi, ngày hôm nay anh đem đến cho nhân bếp của chúng ta món ăn gì vậy anh? Hôm nay thì anh rất là hân hạnh được tiếp tục mang đến một món ăn ngon từ những yêu cầu của vị khán giả của chương trình của mình đó. Dạ. Và em biết không, anh nghĩ đây cũng là một cái cách để cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình được gần gũi đến với vị khán giả hơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ rất là thú vị các bạn ha, với một yêu cầu nữa. Và em mở cho anh nha. Rồi. Chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chào đầu bếp và MC. Mình tên là Bảo Kim. Nhà mình ở quận Bình Tân. Thường ngày thì chồng mình rất là thích ăn các món ăn nấu với sa tế. Và mình hay nấu cho anh ấy ăn những món ăn như là nấu lẩu, xào ốc, chiên gà. Nhưng mà theo mình nghĩ là còn rất là nhiều món ăn ngon và lạ được nấu với sa tế nữa. Nên mình muốn nhờ đầu bếp của chương trình hướng dẫn cho mình một món ăn ngon được nấu với loại gia vị này. Mình xin cảm ơn chương trình. Wow, quả là một người vợ hết sức là tuyệt vời đúng không anh Vũ? Mà em phải vỗ tay hoan hô một lần nữa, bởi vì sa tế là một món em cũng rất là thích luôn. Với vị thơm thơm, cay cay nhẹ nhẹ của sa tế thì rất là kích thích vị giác. Vậy anh Vũ mau giới thiệu món ăn gì đó có liên quan đến sa tế đi. Ơi, anh sẽ đáp ứng ngay đây một món ăn làm từ sa tế. Anh sẽ kết hợp với sa tế làm bằng một gia vị rất là quen thuộc, đó là từ mayonnaise, sẽ cho ra một món ăn hết sức là hấp dẫn và rất là lạ luôn. Và thưa các bạn, món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là sườn chiên mayonnaise sa tế. Thưa các bạn, nguyên liệu để làm món sườn chiên mayonnaise sa tế chúng ta cần có 400g sườn cốt lết, sa tế, hành tím băm, dầu tỏi phi, mật ong, sả phi, một số gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo ngọt dịu. Anh Vũ biết không, bình thường khi mà em đi mua thịt heo á thì em hay vào siêu thị hoặc là mua ở những nơi mà rõ xuất xứ nguồn gốc. Đúng rồi. Nhưng mà nói chung là cũng không có biết cách lựa lắm, chỉ là tin tưởng vào nơi bán thôi. Thường miếng thịt heo chúng ta ngon là có cái màu hồng nhạt và cái thớ thịt phải mịn như vậy. Và đặc biệt khi chúng ta dùng một ngón tay chúng ta ấn vào thịt lõm nhưng mà không để lại những cái dấu vết gì cả, chứng tỏ là thịt còn mới còn tươi. Để cho thịt chúng ta được mềm và thấm gia vị thì chúng ta phải cầm một cái búa dần thịt một chút xíu, dần nhẹ nhẹ như vậy. Em cứ tưởng là khi nào mình làm thịt bò thì mình mới làm cái cách này chứ anh. Đối với cái phần sườn cốt lết thịt heo chúng ta cũng nên dần như vậy, thịt mới mềm và thấm gia vị nha. Đó cũng là một kinh nghiệm nữa mà. Dạ em cảm ơn anh Vũ, em phải lưu ý lại điều này thôi. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là dần thịt trước khi ướp để gia vị dễ thấm hơn vào thịt. Và khi mà ăn thì thịt cũng sẽ mềm ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ sẽ làm tiếp những miếng còn lại như vậy nha. Một bước rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ quan trọng anh ha. Thịt sau khi chúng ta dần xong, bây giờ chúng ta sẽ ướp thịt. Chúng ta cho vào đây một muỗng canh hành tím băm, một muỗng canh ớt sa tế, một muỗng canh sả phi, một muỗng canh dầu tỏi phi, một muỗng canh mật ong, một muỗng cà phê hạt nêm hay gì ngon, một muỗng canh nước mắm. Dạ. Anh sẽ cho vào đây hai muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo ngọt dịu vào. Thịt này để cho chúng ta có thời gian thấm gia vị thì chúng ta có thể ướp thịt trong vòng 15 cho tới 30 phút tùy theo độ dày mỏng của miếng thịt. Để cho tiết kiệm thời gian ha, vì anh sẽ bắt chảo lên chiên thịt. Bây giờ chảo nóng ha, chúng ta cho dầu ăn vào. Dạ. Chúng ta cho ít dầu ăn thôi. Tại vì chúng ta đã ướp dầu và mayonnaise trong thịt sườn rồi, chúng ta cho ít dầu để tráng chảo thôi nha. Dạ. Rồi chúng ta chờ cho chảo vừa nóng thôi, chúng ta sẽ cho thịt vào ha. Dạ. Để lên đó áp chảo lại như vậy. À, như vậy. Răng qua lại như vậy thôi nha. Dạ rồi. Như vậy nha. Dạ. Rồi, sau khi chúng ta chiên áp chảo xong, chúng ta hạ lửa lại. Thưa các bạn, một điều các bạn hãy hết sức lưu ý là để cho thịt chiên không bị khô cứng sau khi chiên thì chúng ta nên cho vào đây một ít nước. Dạ. Rồi. Đối với cái món thịt này chúng ta có thể chiên áp chảo xong rồi chúng ta cho ít nước chúng ta chiên như vậy. Dạ. Hoặc chúng ta có thể nướng trong lò nướng cũng được, mà nướng lửa vừa vừa thôi. Thì ra là như vậy, em cảm ơn anh Vũ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là với món sườn chiên này chúng ta có thể thay thế phương pháp chiên bằng phương pháp nướng cũng được luôn. Rồi, mình chỉ chiên vậy là khoảng độ chừng 12 phút thôi là thịt chúng ta cũng đã chín rồi ha. Dạ. Và đây, anh chuẩn bị sẵn một cái dĩa, anh trang trí ít cà chua nè, dưa leo và salad rau thơm. Bây giờ anh sẽ cho hai miếng sườn ra dĩa nha. Dạ. Như vậy. Màu rất là đẹp luôn á. Và anh trang trí lên đây nè, một ít màu đỏ bên đây nữa. Sả phi. Và đây, anh cắt một miếng cho em thử nha. Dạ.
Em cảm ơn anh Vũ. Đừng nóng nha. Sao mà sườn chiên gì mà không bị khô gì hết anh à? Thịt rất là mềm và ngon nè. Em thấy là có vị ngọt dịu dịu, béo béo nhẹ nhẹ của Aji Mayo ngọt dịu nè. Rồi em cảm nhận được mùi thơm của sả, mùi thơm của hành tím, rồi mùi thơm đặc trưng của sa tế, có vị cay nhẹ nhẹ rất là kích thích vị giác luôn. Thưa các bạn, tùy theo khẩu vị của mình mà chúng ta có thể gia giảm lượng sa tế cho phù hợp. Nếu chúng ta thích ăn cay thì chúng ta cho nhiều. Còn nếu như chúng ta mà chế biến món này cho em bé cũng rất là thích hợp đó các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, với món sườn chiên mayonnaise sa tế mà ngày hôm nay đầu bếp Thanh Vũ đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta thì Kim Thảo tin chắc rằng quý vị cũng sẽ thích giống như là Kim Thảo, bởi vì ăn sẽ có một cái vị rất là ngon, đặc biệt sườn chiên nhưng mà không bị khô, và chắc chắn là khi mà quý vị làm món này thì sẽ tốn rất là nhiều cơm đấy ạ. Hy vọng là chị khán giả có yêu cầu ở đầu chương trình cũng sẽ hài lòng giống như Kim Thảo ngày hôm nay nhé. Và quý vị hãy làm thử món sườn chiên mayonnaise sa tế, chia sẻ cảm nhận cho chúng tôi ở địa chỉ quen thuộc hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Và nếu như quý vị chưa xem được chương trình ngày hôm nay một cách trọn vẹn và cũng như là muốn xem lại những chương trình trước thì hãy vào trang web quen thuộc của chúng tôi món ngon mỗi ngày.com, hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và đến đây thì chương trình cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại.